Tập 10. Sao lâu quá chưa tới nữa? Sao lâu vậy? Tới chưa? Sao lâu quá vậy? Người tới đón bao đại nhân quả là không ít. Người đã tới chưa? Bấm đại nhân, bao đại nhân chưa tới. Có điều thượng thư đại nhân đã tới đây đợi lâu rồi. Thượng thư đại nhân. Không dám, Chu đại nhân. Đại nhân cũng tới đón bao đại nhân sao? Đúng vậy, tuy là lão phu cáo lão về quê, nhưng ngày xưa, lúc còn làm lễ bộ thượng thư, kể ra cũng thân tình với bao đại nhân. Hơn nữa còn là bạn chơi cờ. Ông ấy đi tuần tới đây, lão phu nên ra nghênh đón mới phải. đương nhiên. Tới rồi. Hey, bao đại nhân tới rồi. Tới rồi. Lý đại nhân, mời. Mời. Đừng đi. Tâm Châu tri phủ nghênh đón bao đại nhân. Bao đại nhân, Chu đại nhân miễn lễ. Lý đại nhân, từ lúc Lý đại nhân cáo lão về quê, Bao Chuẩn vẫn luôn nhớ nghĩ trong lòng. Lần này vừa hay xuất tuần tới Tầm Châu, đang định lúc tiện sẽ tới Vân An, không ngờ Lý đại nhân đích thân tới đây nghênh đón. Thật lòng Bao Chuẩn thấy ai nay. Sao Bao đại nhân lại nói vậy? Bao đại nhân không quên tình đồng liêu khi xưa, đây mới là điều khiến lão phu cảm động. Không dám, đợi Bao Chuẩn sắp xếp ổn thỏa mọi việc sẽ lập tức tới quy phủ chào hỏi. Bao đại nhân chịu đại giá quan lâm, lão phu vô cùng vinh hạnh. Tới lúc đó đừng quên chơi thêm vài ván cờ với lão phu nghe. Bao đại nhân đang lo lắng việc công sao? Xin ông yên tâm, đất này dưới sự quản lý sáng suốt của Chu đại nhân, ba tánh an cư lạc nghiệp, trước giờ không có án oan. Quan quá! Bao đại nhân, quan uổng quá! Đây là ngươi, người đâu? Dạ. Lôi tên vô lại này xuống cho ta, tránh làm phiền tới bao đại nhân. Dạ. Đi đối hả? Bao đại nhân, đi chết đi! Bao đại nhân, người này giỏi nhất là vô cớ kiện cáo, là kẻ bại hoại giả tạo, bao đại nhân không cần quan tâm hắn. Rõ ràng là hắn vô cớ gây sự. Bao đại nhân giải quan đi mà! Chết đi! Bao đại nhân! Cứng đầu hả? Bao đại nhân à! Khoan đã! Bao đại nhân, bổn phủ xuất tuần tới đây mục đích chính là giải quan giúp dân. Bây giờ đã có người tới kêu quan, không lý nào bổn phủ không tiếp nhận. Công tôn tiên sinh. Đại nhân. Phim được dịch và được tiếng tại Phim TV. Ngươi họ tên là gì? Kiện cáo người nào tội gì? Học trò Trác Tu Văn là một tú tài, muốn kiện tiền lễ bộ thượng thư Lý Khánh Phủ phụ nghĩa quỷ hôn, và còn muốn kiện Tầm Châu tri phủ Chu Côn ỷ thế ép cưới. Hai vị đại nhân. Bao đại nhân, người này rõ ràng ăn không nói có. Bao đại nhân tuyệt đối đừng nghe lời một phía của hắn. Bao đại nhân, ông từng làm quan cùng triều, chắc phải biết rõ lão phu không phải là kẻ bội tín vong nghĩa đó. Bổn phụ tiếp nhận vụ án này. Đa tạ bao đại nhân. Vụ này liên quan danh dự của hai vị, nếu bổn phụ không tra rõ chân tướng, sao có thể chứng minh sự trong sạch của hai vị? Người đâu? Có. Đưa hắn về dịch quán. Dạ. Đa tạ bao đại nhân. Tiễn bao đại nhân. Lý phủ. Đúng là tức chết. Lý nào lại như vậy?
ta tức muốn chết đây nè. Lão già, ông đừng giận, uống chung trà đã. Tức chết ta rồi. Sao vậy lão già? Không phải nói đi đón Bao đại nhân sao? Sao lại tức giận tới nỗi này? Còn không phải bị tên tiểu tử Trác Tu Văn chọc tức hay sao? Trác Tu Văn? Tiểu tử nghèo đó làm được trò trống gì? Lý Nghĩa, mau pha chung trà mới cho lão già đi. Dạ, tiểu nhân đi ngay. Cậu ta đã làm gì? Cậu ta quá ghê gớm. Biết rõ Bao đại nhân sẽ tới, cố ý ở trước mặt Bao đại nhân kiện cáo lão phu và Chu đại nhân. Cái gì? Vậy Bao đại nhân có nhận xử không? Đại nhân nhận xử rồi. Bao đại nhân nổi tiếng là công tư phân minh. Ở trước mặt ta và Chu đại nhân nhận bản cáo trạng. Bây giờ đã dẫn theo Trác Tu Văn về dịch trạm tra hỏi rồi. Ông đó, nói tới nói lui cũng tại lão già đáng chết ông đây. Lúc trước ta đã nói với ông rồi, tên tiểu tử nghèo nàn đó sớm muộn cũng là mối họa, mà ông không nghe, cứ khăng khăng đòi giữ nó lại. Sở dĩ ta muốn giữ Trác Tu Văn lại, chẳng phải vì cậu ta với Quyển Nhu con gái chúng ta quả thật có hôn ước từ nhỏ sao? Đó là vì trước đây cha hắn còn làm quan trong triều, bây giờ nhà họ sa sút rồi, Trác Tu Văn đó cũng không nhìn lại bản thân đã nghèo kiết xác, hai tay rỗng không rồi, dựa vào đâu mà lấy nhu nhi nhà chúng ta? Đúng vậy, đúng vậy, phu nhân nói rất đúng. Nhưng mà lần này rắc rối rồi. Khoan nói lão phu mất hết mặt mũi, không chừng còn dính vào chuyện kiện tụng. Ta thấy hay cứ hứa gả Quyển Nhu con gái chúng ta cho Trác Tu Văn đó cho rồi đi. Không được. Ông nỡ để con gái phải chịu khổ, nhưng tôi thì không nỡ. Con gái là do tôi sinh ra, tôi muốn nó lấy ai, nó phải lấy người đó. Lẽ nào Bao Chỉnh kêu quản được sao? Đợi tới lúc gạo đã nấu thành cơm rồi, để coi ông ta còn làm gì được. Phu nhân à, ý của bà là... Ý của tôi là ông hãy mau chóng hứa gả con gái cho Phương Đại Hữu, cháu của Chu đại nhân đi. Hả? Chỉ cần hứa gả con gái cho cậu ta thì đừng nói là tài sản ở kiếp này, dù là 6 kiếp sau cũng ăn không hết. Tiểu thư, tiểu thư, không xong rồi, không xong rồi, tiểu thư ơi, không xong rồi. Yên Hồng à, lòng ta đã đủ buồn bực rồi, muội còn ở đây la lối sùm nữa. Trời ơi, tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Hôm nay Trác công tử nhân lúc Bao Chỉnh, Bao đại nhân xuất tuần tới đây, đã quyết tâm kiện cáo lão già, còn có cả Chu đại nhân nữa. Hả? Ừ. Tại sao Trác công tử lại làm vậy? Nếu làm vậy, chẳng những huynh ấy gây bất hòa với cha ta, sau này làm sao hỏi cưới ta nữa? Tiểu thư, muội thấy bây giờ đừng mong cưới hỏi gì nữa. Lão gia và phu nhân bây giờ đang rất tức giận, họ đang bàn bạc muốn hứa gả tỷ cho cháu của Chu đại nhân để ngăn cản ý định của Trác công tử. Vậy tại sao lại vậy được chứ? Trác công tử bây giờ đang ở đâu? Nghe nói đã bị Bao đại nhân đưa vào dịch trạm hỏi chuyện rồi. Hả? Bị đưa tới dịch trạm hỏi chuyện? Không biết Bao đại nhân đó có làm khó huynh ấy không? Tiểu thư, muội nghe người kể chuyện hay nói, trước khi muốn kiện cáo đều phải lăn một vòng trên giường đinh mới có thể xác nhận, không phải kiếm chuyện vu cáo. Lăn giường đinh? Ừ. Trác công tử là một thư sinh yếu đuối, huynh ấy làm sao chịu nổi? Tiểu thư, tỷ đừng lo lắng quá mà. Bây giờ muội đi dịch quán ha, dò hỏi tin tức giúp tỷ. Ê, Yên Hồng, muội đã quên rồi sao? Muội vì đưa thư giúp ta và Trác công tử bị đánh còn chưa đủ thảm hay sao? Muội cũng bị cấm túc rồi, làm sao mà rời nhà được nữa? Đúng rồi, muội quên mất tiêu luôn. À, không sao, muội có thể đi mà, muội có thể tìm người đi thay muội. Tìm người? Ừ. Bây giờ trong nhà còn có ai có thể giúp chúng ta đây? Thì chính là người đánh vô mông của muội nè. Lý quản gia? Ừ. Lý quản gia hay mượn tiền muội, muội nhờ ông ấy giúp, ông ấy không dám từ chối. Nếu không lần sau muội không cho ông ấy mượn tiền nữa. Tiểu thư yên tâm đi, mọi chuyện có muội rồi. Học trò tham kiến Bao đại nhân. Đại nhân. Trác Tu Văn, bổn phủ niệm tình ngươi là tú tài, cho ngươi đứng lên trả lời. Đa tạ Bao đại nhân. Trong cáo trạng này ngươi đã viết, ngươi và tiểu thư Lý gia được hứa hôn trong bụng mẹ. Nếu nói như vậy, Lý Khanh phủ kia là nhạc phụ tương lai của ngươi.
Ngươi thân là người có học, lại kiện cáo nhạc phụ, chẳng phải là làm trái luân thường à? Bẩm bao đại nhân, học trò kiện cáo nhạc phụ quả thật có nỗi khổ không thể làm khác. Bổn phụ cũng đang muốn nghe nỗi khổ của ngươi. Nói. Dạ. Nhà học trò và Lý gia vốn rất thân thiết. Gia phụ Trác Diệt Minh từng làm quan trong triều. Hóa ra lệnh tôn là Trác Diệt Minh Trác đại nhân. Công tôn tiên sinh, ông và vị Trác đại nhân đó từng quen biết à? Không, học trò chưa từng gặp Trác đại nhân. Có điều, Trác đại nhân này là vị quan tốt liêm minh, có danh tiếng tốt, học trò ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ tiếc là ông ấy mất quá sớm, nên học trò chưa có cơ hội làm quen. Trác Tu Văn, ngươi hãy tiếp tục nói đi. Dạ. Đúng như công tôn tiên sinh vừa nói, gia phụ quả thật là một quan thanh liêm. Vì vậy trong nhà không có tài sản gì. Sau khi gia phụ qua đời, lại gặp phải thiên tai, khiến gia cảnh thêm bần hàn. Gia mẫu vì muốn nuôi dưỡng học trò nên người, không ngại cực khổ. Vì vậy học trò càng nỗ lực đọc sách, hy vọng có thể sớm ngày dựng được long môn, rạng danh gia tộc, thừa kế chí cha. Chỉ là học trò tuy đã qua được kỳ thi hương, nhưng không có lộ phí lên kinh dự thi. Vì thấy thời gian khoa cử sắp tới, gia mẫu trong lúc không còn cách nào, đành kêu học trò tới nương nhờ nhạc phụ. Vậy là khoảng một tháng trước học trò đã tới phủ Tầm Châu. Mua rượu đi. Đại ca, xin hỏi nhà Lý đại nhân đi đường nào? Ở đó kìa. Mua rượu đi. Đa tạ. Mua rượu đi. Lý phủ. Mua rượu đi. Phim được dịch và lồng nè, muốn tìm ai vậy? TV. Tiểu tử à, cậu ngoan ngoãn ở đây đợi cho ta, ta vào bẩm báo. Đa tạ, đa tạ. Tiểu thư ơi, vị công tử này là ai vậy? Sao ăn mặc bần hàn quá? Tiểu thư, lão gia với phu nhân ra rồi, đi mau. Dạ đại nhân. Tiểu tế Trác Tu Văn bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Khoan đã. Trước khi chúng tôi xác nhận rõ thân phận, cậu nên gọi chúng tôi là Lý lão gia, Lý phu nhân. Lý phu nhân, Lý lão gia. Hèn điệp miễn lễ. Đúng là năm tháng hối người già, chớp mắt cậu đã cao lớn như vậy rồi. Lệnh tôn lệnh đường hiện vẫn khỏe chứ? Gia phụ từ 10 năm trước vì mệt mỏi sinh bệnh nên đã qua đời rồi. Cái gì? Lão phu như vậy là không đúng rồi. Từ lúc lão phu vào kinh nhậm chức, mãi không có đi thăm hỏi các người. Ngay cả lệnh tôn qua đời ta cũng không biết. Mấy năm qua mẹ con các người sống tốt chứ? Thật không dám giấu, lúc gia phụ còn sống, gia cảnh trong nhà còn tạm ổn. Sau khi gia phụ qua đời, nhà con liên tục gặp cảnh thiên tai. Bây giờ đã hai tay rỗng rồi, gia cảnh nghèo khó. Vậy lần này hiền điệt tới đây? Tiểu điệt tự biết gia cảnh bần hàn, vẫn nỗ lực cầu tiến. Nàng đã qua được kỳ thi hương, đang đợi khoa cử. Vì không gom đủ tiền lộ phí nên phụng lệnh mẹ tới đây xin nương nhờ nhạc Lý lão gia. Mong là Lý lão gia niệm tình xưa cũ ra tay giúp đỡ cho tiểu điệt. Vậy cậu tới nhận người, có vật chứng không? Đây là vật tính năm xưa hai nhà Lý Trác dùng để hứa hôn lúc nhỏ. Mời lão gia và phu nhân xem qua. Không sai, chính là miếng ngọc này. Năm đó ta và cha cậu đã hẹn kết làm xui gia, đúng là đã dùng miếng ngọc gia truyền này để làm tính vật.
Năm xưa là năm xưa, bây giờ chuyện đã qua 20 năm rồi. Rất nhiều chuyện không còn như trước. Trác công tử, cậu nói đúng không? Năm đó, lão gia nhà chúng tôi còn chưa phải là Lễ Bộ Thượng Thư, Lệnh Tôn cũng chưa qua đời. Lúc đó hai nhà Lý Trác xem như môn đăng hộ đối. Nhưng mà bây giờ thì... Bây giờ Lý gia chúng tôi giàu có nhất phủ Tầm Châu. Còn Trác gia các người, hiện tại gia cảnh sa sút, thậm chí ngày càng lụng bại. Cậu đường đột tới đây nương nhờ vậy, có từng nghĩ tới người ngoài sẽ nói gì hay không? Vậy... người ta sẽ nói là cậu tham muốn tài sản của Lý gia chúng tôi, mới tới đây để nhận người thân. Nếu như cậu có bản lĩnh, tự mình nghĩ cách gom đủ lộ phí lên kinh ứng thí, đợi khi cậu Đỗ Đạt trở về mới tới nghênh đón Nhu Nhi nhà ta. Tới lúc đó, chẳng những vinh quang, cũng có thể chặn được miệng người Đàm Tiếu. Ta nói vậy, không biết là cậu hiểu chưa? Tiểu Điệt hiểu rồi. Tiểu Điệt xin phép cáo từ. Không vậy Hiền Điệt. Cha, mẹ. Nhu Nhi, sao con ra đây? Cha, mẹ, theo con thấy Trác công tử không phải là người tham lam, hơn nữa lại có chí cầu tiến. Nếu không phải lâm vào đường cùng, sao lại tới nương nhờ chúng ta được? Xin cha mẹ nể tình huynh ấy là người... là người... Cha mẹ giúp huynh ấy đi. Dạ đúng đó phu nhân. Đừng nói tiểu thư từ nhỏ đã có hôn ước với Trác công tử rồi. Chỉ nói chuyện lão gia nhà chúng ta và cha của Trác công tử là bạn nhiều năm. Nếu chúng ta không giúp họ thì quả thật không phải lẽ đâu. Ở đây có chỗ cho nha đầu ngươi nói chuyện sao? Được rồi, vậy đi. Dù gì á, còn mấy tháng nữa mới tới kỳ thi. Lão phu và cha cậu là bạn nhiều năm, ta quyết định giữ cậu lại đây trước. Nè ông, Trác công tử, còn không mau cảm tạ lão gia và phu nhân nhà chúng tôi đi. Đa tạ lão gia, đa tạ phu nhân. Còn về hôn sự, đợi cậu thi đỗ đạt công danh rồi mới bàn tiếp nghe. Tiểu Điệt nhất định dốc hết sức, không phụ lão gia phu nhân và Quyển Nhu tiểu thư đã yêu quý. Nếu Lý gia đó đã thua nhận ngươi, tại sao còn phụ nghĩa quỷ hôn? Có phải ngươi đã làm chuyện gì trái với đạo đức phong tục? Không, học trò tuyệt đối không dám. Học trò và Lý tiểu thư kể ra là phu thê chưa cưới, nhưng học trò từ nhỏ đọc nhiều thơ văn, gia mẫu quản giáo cũng nghiêm. Vì vậy, tuy cùng Lý tiểu thư ở phòng trong tay cách biệt, nhưng luôn giữ đúng lễ giáo, không dám có chút sai phạm. Chỉ là có một lần... Nhạn bắt bay về nam, hai cánh đông tây, đầu trên dưới. Có vế trên rồi, vậy còn vế sau? Ây da! Ai ném cầu vào đầu tôi vậy? Là cô à? Trác công tử, Quỳnh có thấy cầu hoa của tôi không? Cầu của cô? Ở bên đó. Đa tạ. Thì ra thanh nghịch ngợm ngươi chạy vào đây rồi. Đầu của ta? Trác công tử, đầu huynh bị sao vậy? Đầu của ta? Hỏi đầu của cô đó. Cô còn cười nữa. Cô có biết dùng cầu đập đầu tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ vừa rồi, hại tôi giết câu đối, chỉ giết được giấy đầu. Giấy sao? Nghĩ sao có công tra được không? Giết câu đối? Vậy có gì khó đâu, tôi bảo đảm đền cho huynh là được. Nè. Nha đầu này chắc lại nghĩ ra ý gì hay đây. Nhạn bắc về nam, hai cánh đông tây, đầu trên dưới. Tiểu thư ơi, câu này có nghĩa là gì vậy hả tiểu thư? Cánh chim. Nghĩa là đôi cánh đó. À, nhạn bắc về nam, hai cánh đông tây, đầu trên dưới. Đúng là thứ gì thật á. Mô tả thật sự rất có hồn. Tiểu thư, đây là câu đối mà Trác công tử làm đó. Quynh ấy nói là không biết chân phong của tiểu thư ra sao, cho nên đặc biệt ra câu đối này để đánh đố tỷ á. Tiểu thư ơi, tỷ không thể để quynh ấy xem thường nha. Câu đối này có gì khó đâu. Xe chạy trên đường, bánh xe trái phải lăn cao thấp. Wow, hay quá, tiểu thư ơi,
tỷ không hổ là tài nữ. À, phải rồi tiểu thư ơi, người ta nói là có qua không lại là vô phép đó. Trác công tử đã đánh đố tỷ thì tỷ phải đánh đố lại nha. Xe chạy trên đường, bánh xe trái phải lăn cao thấp. Đổi hay quá. Lần này Quỳnh biết công lực của tiểu thư nhà tôi rồi chứ. Đây là tiểu thư nhà cô đối lại đúng không? Chứ không lẽ là tôi đối sao? À, phải rồi, tiểu thư nhà tôi á còn ra một câu đối cho Quỳnh nè. Đây, Quỳnh đối lại coi. Nếu Quỳnh không đối lại được thì sẽ bị tiểu thư nhà tôi xem thường á. Đây, Trác Tu Văn, vừa rồi ngươi nói ngươi ở Ly Gia luôn giữ ranh giới không dám làm trái, nhưng ngươi và tiểu thư Ly Gia lại dùng thơ văn gặp gỡ như vậy. Lẽ nào trong những lá thư đó không dùng ngôn từ trêu ghẹo, thừa cơ làm rối tâm tư tiểu thư khuê các sao? Bẩm đại nhân, học trò và Lý tiểu thư tuy có dùng thư từ qua lại, nhưng chỉ là thách đố thơ văn với nhau, trước sau không nhắc chuyện khác. Tới nay thư từ vẫn còn, học trò có thể đưa ra dùng làm vật chứng. Vừa rồi cậu nói cậu và tiểu thư Lý Gia thường xuyên làm câu đối thách đố lẫn nhau, điều này chứng tỏ cậu rất thích làm câu đối. Đúng, chỉ là chút chiêu trò giặc không đáng nhắc tới. Chiêu trò giặc sao? Vậy thì chưa chắc, cũng phải học rộng hiểu nhiều, biết khéo léo dùng từ mới được. Bây giờ ta đố cậu thử một câu. Học trò sẽ cố gắng đối lại. Mời công tôn tiên sinh ra đề. Đề ta ra là: Bạch Diện thư sinh, trong tài áo dấu sắc xuân. Thái thú Quang Đường, trong mắt tra rõ ngọn ngành. Hay, ta đố cậu thêm một câu, nghe cho rõ. Tiểu tử bất tài, dám vào rừng sâu tìm hổ báo. Giao long chưa hiện, tạm ở đầm sâu, bạn cá tôm. Học trò đắc tội rồi. Không hề gì, đối lại rất hay. Học trò hổ thẹn. Chỉ là ngươi và tiểu thư Ly Gia dùng thư từ qua lại như vậy, lẽ nào phu phụ Ly Gia không hề ngăn cản sao? Học trò biết rõ không được Lý phu nhân yêu quý, để tránh liên lụy tiểu thư và Yên Học, nên làm gì cũng luôn rất thận trọng. Ai ngờ hôm đó tri phủ Chu đại nhân tới cầu thân cho cháu trai, Lý phu nhân liền có ý muốn quỷ hôn. Phu nhân, tha mạng. Phu nhân, tha mạng. Lý Nhị, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Đã cho chưa dừng thì không được dừng, đánh tiếp cho ta. Mẹ, đừng đánh. Ấy đánh trúng tiểu thư rồi. Mẹ, Yến Hồng đã phạm tội gì mà mẹ trừng phạt muội ấy như vậy? Con còn mặt mũi hỏi mẹ nữa, con tự xem đây là gì. Nguyễn Nhu nhận. Phu nhân ơi, không liên quan tới tiểu thư đâu, đều là Yến Hồng không đúng, đều là lỗi của Yến Hồng hết đó. Yến Hồng. Nguyễn Nhu, Yến Hồng cô nương. Trác Thu Văn, cậu khá lắm. Phu nhân à, con. Trác Thu Văn, lão phu vì nãy có giao tình với cha ngươi, tốt bụng giữ ngươi lại cho ngươi học hành, không ngờ ngươi làm ra chuyện đồi bại như vậy, thật khiến lão phu quá thất vọng. Không, không phải như vậy. Con thừa nhận con với Nguyễn Nhu cô nương có thư từ qua lại, nhưng mà đó là chuyện đàng hoàng. Đàng hoàng cái gì? Ngươi quyến rũ con gái của ta, rõ ràng là tham lam với tài sản nhà ta. Con không có. Không phải đâu mẹ. Nhu Nhi, con tuyệt đối đừng trúng kế của hắn. Mẹ thấy ánh mắt hắn láo liền, hơn nữa bụng dạ khó dọn, hèn chi mà con lại bị gạt quấy mòng mòng. Cũng may là phát hiện sớm, mẹ đã nhờ Chu đại nhân đứng ra quỷ hôn giúp chúng ta rồi. Cái gì? Quỷ hôn? Mẹ. Tri phủ đại nhân tới. Lão gia, đại nhân tới rồi, mau đi nghênh đón đi. Được. Đại nhân. Lý đại nhân, phu nhân. Thật ngại quá, làm phiền ông đích thân tới một chuyến. Bổn phủ nghe nói phủ thượng thư xảy ra chuyện, nên buông bỏ công việc tới đây ngay. Rốt cuộc là chuyện gì? Chu đại nhân, việc xấu không đụng ra ngoài, nên mới không tiện lên công đường. Nhưng mà chuyện này buộc phải mời ông tới làm chủ. Phu nhân, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn là Trác Tu Văn, từ nhỏ có hôn ước với Nhu Nhi nhà ta. Lão gia nhà ta thấy gia cảnh hắn nghèo khó, nên mới cho hắn ăn ở, khuyên hắn học hành cầu tiến. Đợi hắn đỗ đạt công danh mới cùng Nhu Nhi nhà ta hoàng hôn thành thân. Nhưng không ngờ hắn hành vi bất chính, dám lén lút dụ dỗ con gái của ta. Trác Tu Văn,
Ngươi là một người có học, không ngờ lại làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy. Đúng là văn sĩ bại hoại. Ta không có, ta không có mà. Còn nói không có nữa. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn chết không thừa nhận sao? Chu đại nhân, chuyện này liên quan tới danh tiết của Nhu Nhi. Xin phiền Chu đại nhân đứng ra giúp chúng tôi hủy bỏ hôn ước này, để Nhu Nhi nhà ta lấy người khác. Phu nhân nói rất đúng. Loại văn sĩ bại hoại này sao có thể xứng với lệnh thiên kiêm. Vừa hay ta có bản quỷ hồn ở đây. Trác Tu Văn, mau lăn tay vào đi, hủy bỏ hôn sự này. Nếu không ta sẽ dùng tội danh sỉ nhục lễ giáo xử phạt nặng ngươi. Các người, rõ ràng các người thông đồng với nhau để ép ta phải từ hôn. Trác Tu Văn, sao ngươi lại nói như vậy? Bản thân ngươi đã làm ra chuyện đồi bại, còn nói lão phu ép ngươi hủy hôn. Chỗ ta quả thật không chứa nổi ngươi nữa. Nếu ngươi đồng ý hủy hôn, lão phu cho ngươi 100 lượng bạc, coi như bố thí cho ngươi. Như vậy là được rồi chứ? Không, không, ta tuyệt đối không hủy hôn. Rượu mời không uống, mua rượu phạt. Người đâu? Dạ. Mau bắt lấy hắn. Dạ. 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 Nguyễn Nhung. Mẹ. Đi, thả ta ra. Đi, thả ta ra. Tại cho ta. Đi nhanh lên. Đi. Thưa ơi. Đi nhanh lên. Không muốn. Không muốn. Đi đi. Cầu xin các người đừng mà. Không. Không. Mấy người các người ép buộc ta hủy hôn, các người không sợ quả báo sao? Đó là do tự ngươi làm ra chuyện đội phong bại tục, không thể trách bọn ta. Trác Tu Văn, ngươi nghe cho rõ đây, từ nay về sau không cho ngươi tới tìm con gái ta. Nếu để lão phu phát hiện, lập tức sai người đánh gãy hai chân chó của ngươi đó. Lý Nghĩa. Dạ lão gia. Đưa bạc cho hắn, đuổi ra ngoài. Dạ. Nè, cầm lấy. Đừng mà. Ta không cần tiền thuốc của các ngươi, ta chỉ cần Nguyễn Nhu thôi. Ta cần Nguyễn Nhu. Thôi ra ngoài. Dạ, dạ, dạ. Nguyễn Nhu à. Ra ngoài. Nguyễn Nhu. Nguyễn Nhu. Tu Văn. Nguyễn Nhu à. Là như vậy, học trò bị đuổi ra khỏi Lý gia. Nhưng mà học trò không cam tâm. Học trò và Nguyễn Nhu rõ ràng thật lòng yêu nhau, lại có hôn ước từ nhỏ. Tại sao họ lại ép quỷ hôn, chia rẽ chúng tôi chứ? Đây rõ ràng là phu phụ Lý Khánh Phủ tham giàu chơi nghèo. Cho nên học trò phải kiện họ phụ nghĩa quỷ hôn, còn phải kiện tri phủ Chu Côn ỷ thế ép trò quỷ hôn. Sau khi bị đuổi khỏi Lý gia, bây giờ ngươi đang ở đâu? Học trò đã không còn đồng nào, đành phải ở tạm một ngôi nhà quan ở ngoại thành. Đại nhân, nếu cậu ấy là nguyên cáo của vụ này, có thể xin đại nhân rộng lượng xem xét để cậu ấy tạm ở dịch trạm. Một là tiện việc truyền hỏi, hai là cũng có thể để cậu ấy tạm thời có nơi nương nhờ. Bổn phủ cho phép ngươi tạm ở lại dịch trạm. Đa tạ bao đại nhân, đa tạ công tôn tiên sinh. Trời ơi, tiểu thư à, chúng ta còn chưa được lão gia cho phép ra ngoài, tự ý lẻn ra. Lát nữa về bị chửi chết cho coi. Ông lo lắng cái gì chứ? Sao lại không lo được? Triển đại ca cũng sắp tới rồi. Chúng ta ra đây để nghênh đón Triển đại ca mà. Chưa kể tam thúc đang hỏi án, biết phải hỏi tới chừng nào. Không chừng là đợi tới lúc chúng ta trở về, thúc ấy vẫn chưa hỏi xong. Ê, ê, muốn làm gì, muốn làm gì? Trời ơi, mấy người này muốn làm gì? Muốn làm gì? Sao vậy? Xin lỗi. Đi đứng kiểu gì à? Giờ sao? Bà quản gia, ở đây có chuyện gì vậy? Tại sao mấy người này cứ giống như vậy nè? Không biết nữa. Hay là có thổ phỉ? Cái gì? Thổ phỉ hả? Vậy thôi, đi về lẹ lẹ lên. Đi về. Bà quản gia, ông lo lắng cái gì chứ? Ông quên hả? Tam thúc ta chính là bao đại nhân tiếng tăm lừng lẫy. Nếu đám thổ phỉ đó dám tới đây, ta bắt chúng về phủ Khai Phong. Cũng phải. Tránh ra rồi. Muốn làm gì? Sao con người huynh không nói lý lẽ hả? Huynh đã đẩy người ta còn không xin lỗi. Người nói gì chứ? Kêu bọn ta xin lỗi sao? Hả? Nè, loại người như huynh, không cho huynh biết mặt, tưởng ta dễ bắt nạt hả? Ê, bên này nè. Trời, đại ca, có sao không đại ca? Giảm tác tà, không biết sống chết. Các huynh đệ, lên. Lên. Nè, mấy người ý đâu hiếp yếu hả? Trời ơi, lão giảm húi này. Cho người giác nè. Người giác ý đâu hiếp yếu hả? Bà quản gia, buông ta ra. Đánh cho ta. Các hạ thân thủ khá lắm đó. Xin hỏi các hạ, mấy người này đều là gia nô, không biết làm gì đắc tội khiến các hạ ra tay hiểm ác như vậy chứ? Ta hiểm ác? Vậy bọn họ ức hiếp người già trẻ nhỏ giữa phố, phải nói làm sao đây?
đô này đáng tội bị như vậy. Nếu ngươi còn không quản thúc bọn họ nghiêm khắc, ta nói với Tam Thúc kêu người bắt cả ngươi và bọn họ về trị tội. Tam Thúc của ngươi hả? Tam Thúc của ngươi là nhân vật nào? Tam Thúc ta chính là Bao Chưởng, Bao đại nhân. Sao hả? Sợ rồi chứ gì? Lẽ nào chính là thay trời tuần tra được tôn xưng là Bao đại nhân, Bao Thanh Thiên? Vậy thì gì này chính là Triển đại nhân được tôn xưng là Nam Hiệp Triển Chiêu. Không dám. Nếu nói như vậy, chúng ta đều là người nhà rồi. Tại hạ họ Phương, tên Đại Hữu. Gia cửu chính là tri phủ của vùng này. À, hóa ra các ngươi ỷ vào quyền thế của tri phủ đại nhân ở đây làm càn làm bậy hả? Ta nhất định sẽ nói với Tam Thúc để người điều tra rõ ràng. Ngày thường ta dạy các ngươi thế nào? Không phải nói với các ngươi phải hành thiện tích đức cứu thế giúp người sao? Gia cửu cả đời làm quan công chính thanh liêm, nay đều bị đám ác đồ các ngươi quỷ danh tiếng hết rồi, tại sao còn đứng đó? Giả miệng đi. Thưa gia, tôi... Giả miệng đi. Dạ. Đáng đời thì đó. Ê, thôi đi thôi đi. Dù gì mọi người đều đã bị ăn đòn, xem như là quà rồi. Ta sẽ không nói với Tam Thúc ta nữa. Không được. Thanh danh cả đời của gia cửu không thể quỷ trong tay mấy tên ác nô này. Ta nhất định phải dạy dỗ chúng nghiêm khắc. Được rồi, đừng trừng phạt họ nữa. Thôi được. Bữa nay xem như nể mặt của ba vị, ta tha cho các ngươi. Được rồi, cô không mau tạ lỗi với họ đi. Xin lỗi. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Xin lỗi. Thôi đi thôi đi, sau này các người đừng làm càn nữa là được rồi. Được, tại hạ nhất định sẽ quản giáo họ nghiêm khắc. Trời ơi. Ba quản gia, ông sao rồi? Đau nhức toàn thân luôn. Hay là như vậy? Đau quá. Nhà ta cách đây không xa, hay là ba vị hạ cố tới hàng xá đắp thuốc trị thương, rồi để tại hạ mời các vị mấy chung, xem như tỏ ý xin lỗi. Ê, được đó, được đó. Không được, chúng ta còn phải trở về báo cáo đại nhân. Vậy ý tốt của Phương công tử chúng tôi xin ghi nhận. Nếu đã như vậy, tại hạ không dám miễn cưỡng, hôm khác sẽ tới nhà tạ tội. Phương công tử không cần khách sáo, cáo từ. Chúng ta đi. Nè, chúng ta hẹn gặp lại nha. Được. Cửu phụ, con xin bái kiến cửu phụ. Vậy là tốt rồi, mong ngồi đi, ngồi đi. Tạ ơn cửu phụ. Này cửu phụ à, người sao vậy? Có chuyện gì mà phải rầu rĩ? Đừng nhắc nữa. Cửu phụ con trước nay ngồi trên chỗ cao bắt người tra án, không ngờ hôm nay lại bị người khác kiện cáo, khiến ta bị bôi nhỏ danh tiếng, không còn mặt mũi nào. Cái gì? Người là tri phủ trong vùng quyền cao chức trọng, ai dám to gan mà kiện cáo người chứ? Còn không phải cái tên nghèo kiết xác Trác Tu Văn đó sao? Hắn tới trước mặt Bao đại nhân kiện ta, nói ta ý thế em cưới, còn nói có đáng ghét không đây? Cái tên nghèo kiết xác Trác Tu Văn đó, cố không chịu tự soi gương nhìn lại. Hắn lấy trứng chọi đá như vậy, không sợ cuối cùng thịt nát xương tan hay sao? Ta thấy hắn liều chết luôn rồi. Đại hữu, ta lo lắng hôn sự của con, e là sẽ có thay đổi. Ê nè nè, cụ phụ à, không thể thay đổi được. Con thích Nguyễn Nhu tiểu thư, còn nhất định phải cưới cũ gì nha. Đại hữu, cửu cửu biết rõ con thích Nguyễn Nhu tiểu thư, chưa kể Lý gia đó giàu có, Chu gia ta thế mạnh, hai nhà hợp hôn vốn dĩ là một chuyện rất tốt. Nhưng mà bây giờ tình thế bất người rồi, Bao đại nhân đó lại nổi tiếng là thiết diện vô tư, ta đang lo không những hôn sự này không thành, cả mũ ô sa của ta cũng khó giữ. Cố phụ à, con có cách này. Người đoán coi, bữa nay con đã gặp được ai vậy? Là người nào chứ? Là cháu trai của Bao đại nhân đó. Cháu trai của Bao đại nhân sao? Dạ, cháu trai của Bao đại nhân là tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, chỉ còn con bỏ chút công sức với hắn thôi. Lợi dụng mối quan hệ này, không chừng có thể lôi kéo được Bao đại nhân. Đại hữu, cách này có hiệu quả không đây? Có thiết diện vô tư tới đâu, rốt cuộc hắn như là con người thôi. Chỉ cần là người, cửa cũ sẽ có điểm yếu. Chỉ cần chúng ta nắm được điểm yếu của Bao đại nhân, còn sợ không trị được hắn hay sao? Đại hữu, con quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Đại hữu, ta không có con cái gì, con lại là con một của Phương gia, hương quả hai nhà Chu Phương đều phải nhờ vào mình con hết. Con phải làm cho tốt, đừng làm cửu cửu thất vọng. Đại hữu biết rồi, tuyệt đối không làm cửu phụ thất vọng đâu.
Được. Dịch Trạm Tầm Châu. Trời ơi, có biết làm không vậy trời, đau quá. Ông nói nhỏ tiếng thôi, nếu để Tam Thúc biết được, chúng ta ra ngoài đánh nhau với người ta, chắc chắn sẽ bị cấm túc. Vậy nếu như cô sợ Tam Thúc cô thật, sau này phải ngoan ngoãn, đừng ra ngoài đi lung tung nữa. Công Tôn tiên sinh, ông tuyệt đối đừng nói với Tam Thúc ta đó. Hả? Chà, vậy là làm khó ta rồi. Ta thấy hay là vậy đi. Cô nói thử xem, tại sao đánh nhau với người ta, ta mới xem xét chuyện này có cần báo với đại nhân không? Nhất định bẩm báo đại nhân. Ông coi toàn thân tôi vậy, sao không báo được trời ơi. Ai đánh ai bị thương vậy? Là gia nô của Phương Đại Hữu, cháu trai tri phủ địa phương. Phương Đại Hữu? Ừ. Công Tôn tiên sinh biết người này à? Không, chỉ là hôm nay có người kiện cáo tri phủ ở đây ỷ thế giúp cháu trai Phương Đại Hữu ép cưới, mà hôm nay Phương Đại Hữu lại dung túng gia nô hành hung trên phố. Xem ra chuyện cậy thế ép cưới này quả thật có khả năng. Không có đâu, ta thấy Phương công tử đó nho nhã lễ độ, không có giống người dung túng gia nô hành hung. Mấy chuyện này chắc chắn là đám gia nô chó ỷ thế chủ tự mình gây ra thôi. Phương công tử đã dạy dỗ họ nghiêm khắc rồi, hơn nữa còn xin lỗi chúng tôi nữa. Vậy sao? Ý, lần này ta không còn thấy chán nữa rồi. Nha đầu cô lại muốn làm gì? Ta không có gì. Trời sắp tối rồi, sao vẫn không thấy Lý quản gia về trả lời nữa? Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư ơi. Có phải là Trác công tử xảy ra chuyện gì rồi không? Tiểu thư ơi, tỷ đừng có nghĩ lung tung mà. Muội đang dẫn Lý quản gia đó. Rõ ràng ông ta hứa sẽ đi dịch quán hỏi thăm rồi, nhưng mà không ngờ lúc này trời đã tối như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Muội nghĩ ông ta lại trốn đi đánh bài nữa. Lần sau muội quyết không cho ông ta mượn tiền. Vậy, vậy bây giờ phải làm sao? Vậy đi tiểu thư, muội mạo hiểm một chút, tự đi một chuyến. Muội tự đi? Muội tự đi đâu tìm huynh ấy đây? Tiểu thư yên tâm đi, muội đã hỏi Lý quản gia rồi. Ông ấy nói á, sau khi Trác công tử bị lão gia và phu nhân đuổi ra ngoài là ở trong căn nhà hoàng ở ngoại thành. Vậy giờ muội đi ngay á. Yên Hồng, muội nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để mẹ ta nhìn thấy. Muội biết rồi mà. Yên Hồng, nếu muội gặp được Trác công tử, cứ nói với huynh ấy ta, ta cứ nói là lòng của tỷ với huynh ấy mãi mãi không thay đổi, tỷ sẽ một lòng một dạ để huynh ấy cưới tỷ, có đúng không nè? Đáng ghét. Được dịch và đồng diễn tại TV. Chào Công Tôn tiên sinh. Trác công tử, sao rồi? Ở đây đã thấy quen chưa? Đã tại Công Tôn tiên sinh. Phải rồi Công Tôn tiên sinh, sách của học trò còn để ở ngôi nhà quan, bây giờ học trò muốn đi lấy. Nên như vậy, dù sao có chuyện gì đi nữa vẫn phải tiếp tục nỗ lực hơn. Ta ngưỡng mộ Lệnh Tôn đã lâu, chỉ tiếc là không có duyên gặp mặt. Hôm nay gặp được Trác công tử văn phong hơn người, một thần khí phách noi theo phong thái cha cậu, đúng là chuyện đáng mừng. Là Công Tôn tiên sinh yêu quý, tiếc là học trò vô dụng, khiến gia cảnh bần hàn, mới khiến người ta xem thường. Chẳng phải cậu nói rồi sao, giao long chưa hiện, chỉ là tạm ở trong đầm bạn tôm tép. Chỉ cần chịu khó nỗ lực với tư chất của cậu, ta tin cậu chắc chắn đỗ cao khoa này. Đa tạ Công Tôn tiên sinh chúc phúc, học trò đã hạ quyết tâm từ lâu. Lần này đi thi, nhất định phải đổ trạng nguyên, rồi dùng kiệu tám người khiêng đi rước Quyển Nhu tiểu thư, để những kẻ đã từng xem thường học trò đều phải nhìn nhận rõ ràng. Chỉ là không biết là Quyển Nhu có thể đợi tới lúc học trò đầu trạng nguyên không? Ta biết rõ cậu ấy rất có khả năng là bị oan khuất, nhưng mà vụ này đang do đại nhân thẩm tra, ta sao có thể làm trái nguyên tắc công bằng giúp đỡ cậu ấy được. Nhưng mà nếu không giúp cậu ấy, ta thật lòng cảm thấy không yên. Vậy thôi vậy, đừng nghĩ mấy chuyện đau lòng nữa, nói chuyện vui chút đi. Ta lại nhớ ra một câu chuyện này, hay là lúc này ta kể cho cậu nghe. Kể chuyện sao? Vậy chuyện của ta rất ngắn, chắc chắn sẽ giúp ích cho cậu. Nè, ngồi đi.
khi xưa có một thư sinh khốn khó cũng giống như cậu, nhà nghèo không thể cưới vợ. Sau đó trong một dịp tình cờ, cậu ấy cứu được một con hồ ly. Con hồ ly này vì muốn trả ơn nên đã dùng yêu pháp mỹ hoặc thiên kim của viên ngoại trong thôn. Viên ngoại đã tìm rất nhiều đại phu đều không chữa khỏi bệnh cho con gái, đành phải thông báo tìm người. Dù là bất cứ ai, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho con gái, ông ấy đồng ý hứa gả con gái, quyết không nuốt lời. Vậy sau đó? Sau đó à? Con hồ ly đó kêu thư sinh cải trang đi chữa khỏi bệnh cho thiên kim tiểu thư. Mà vị thư sinh này cũng đã được như ý nguyện, cưới được một nương tử xinh đẹp. Chuyện của ta kể xong rồi, cậu tự suy nghĩ cho kỹ đi. Học trò hiểu rồi, đa tạ công tôn tiên sinh, đa tạ công tôn tiên sinh. Học trò xin cáo từ. Trác công tử, Trác công tử, Trác công tử không có ở đây. Không lẽ Trác công tử bị bao đại nhân bắt rồi sao? Không được. Yên Hồng, đừng sợ, là ta đây. Trác công tử, huynh không sao chứ? Bao đại nhân có làm khó huynh không? Yên tâm đi, ta không sao. Bao đại nhân và công tôn tiên sinh rất tốt với ta. Họ thấy ta không nên nương tựa nên bây giờ cho ta ở tạm dịch trạm đó. Vậy thì tốt rồi. Huynh có biết tiểu thư lo lắng cho huynh lắm không? À, phải rồi. Mấy hôm nay tiểu thư nhà cô có khỏe không? Đương nhiên là không tốt. Mấy hôm nay tiểu thư nhà ta ăn cũng không được, ngủ cũng không ngon giấc luôn. Nhìn tỷ ấy ốm đi rất nhiều, cứ như là người ta nói bị bệnh gì đó ta. À, bệnh tương gì gì. À, phải rồi, tỷ ấy nhờ ta nhắn lại với huynh. Nhắn chuyện gì? Tiểu thư nhà ta nói, dù sao đi nữa, lòng tỷ ấy đối với huynh mãi mãi không thay đổi, tỷ ấy sẽ đợi huynh cưới tỷ ấy. Đều tại ta không tốt, hại tiểu thư nhà cô và cô đều phải chịu khổ vì ta. Trác công tử đừng nói như vậy mà. Từ nhỏ Yên Hồng đã đi theo tiểu thư, nhưng mà trước nay tiểu thư không xem Yên Hồng là nha hoàn, ngược lại thương yêu ta giống như tiểu muội ruột thịt. Chỉ cần tiểu thư được hạnh phúc thì Yên Hồng chịu khổ một chút cũng không là gì. Yên Hồng, nếu như ta và tiểu thư nhà cô có thể kết làm phu thê, vậy cô chính là bà Mai có công lớn nhất. Ta sẽ báo đáp cô tử tế. Trác công tử, nếu huynh không mau nghĩ ra cách gì thì ta cũng không thể làm bà Mai được nữa rồi. Tại sao vậy? Phu nhân nhà ta nói, để tránh lâu ngày rắc rối, mấy ngày nữa sẽ hứa gả tiểu thư cho Phương gia đó. Yên tâm đi, công tôn tiên sinh đã nghĩ ra một cách hay giúp ta rồi. Là cách gì vậy?